Trời ơi, vụ gì đây, vụ gì đây? Có ai đến không vậy? Trời ơi, Lê Anh Vũ đâu? Cái mặt tí ghê vậy? Đâu có, ủa chưa make up hả? Tôi chưa make up. Trang điểm chưa bà nội? Trời, cái mặt đó tôi không thể nào tưởng tượng được. Trời ơi, Lê Anh Vũ đâu? Nó đến đằng kia. Thế hả? Nửa đêm trai ập vô nhà, trai ập vô nhà. Ai ập vô? Trời ơi, sao dạo này ông mới đi Lyon có chút xíu mộn đổi giới tính gì, tự nhiên các ông phải che mặt đồ bình thường đâu có gì đâu lên chứ không? Không, đẹp trai nha. Hôm nay đi với Lyon Vũ có bị xâm phạm gì không? À, chút đỉnh. Vẫn còn nguyên hả? Em, ủa nó đâu rồi, em gọi cho nó coi. Lyon nó là đi chung với chứ không? Em chung với nó nè. Để anh gọi cho nó nè. Anh gọi đi. Em đừng có quay anh, em quay em đi. Không, mặt em không có đẹp, không có thích quay. Mặt tôi xấu lắm, đừng quay. À, bây giờ cô đâu? Tôi nè. Trời ơi. Trời ơi, tôi đang, trời ơi, nghe nói trai qua sợ quá, phải đắp vào mặt dưỡng da. Trời ơi, nghe đồn trai qua run quá. Bây giờ mang tiếng là giống như là mê trai đó, nên mừng quá nên phải làm cho mặt nó đẹp. Nga, em làm sao mà cái mặt em xấu được gì, em chỉ anh coi nha. Dễ lắm, mua miếng mặt nạ rẻ tiền đắp vô là nó xấu đều à. Ủa rồi Lyon Vũ đâu? Em tiếng ngừng giùm anh cái ơi. À, sao vậy? Sắc này. Được không? Không được. Sao vậy, gớm quá à? Gớm quá à? Thôi gọi Lyon Vũ đi. Anh không tưởng tượng được đâu, tiếng Nga. Trời, Lyon đang đi ngựa đâu vậy? Đây mọi người ơi, hôm nay là lại một lần nữa Chế Phong qua nhà tiếng Nga ăn trực. Nhưng mà thích... Sao vậy? Nó ghét bà, ghét tôi mà sao nó không thèm nói chuyện. Mới nãy lúc quay, lúc hai người thu âm với nhau có chuyện. Cái gì con? Lấy đờn của con. Ờ, vậy con lấy đờn đi, tại cô Lyon, em ở đâu vậy? Khi nào qua? Em qua đi, anh không chịu nổi được cái con nhỏ này đâu, em ơi cứu anh. Ủa, Vinh nó tới chưa? Anh tới rồi. Vinh hả? Rồi, để nha gọi. Em ơi, cô chừng người ta quảng cáo vậy đi. Em phải cứu anh, lẹ lên. Em phải cứu anh, lẹ lên. Đó, thấy không? Nhà tôi là có ban nhạc quanh bên bên ngày hôm nay luôn đó. Nhóc này là nó đàn ở Việt Nam nè. Ba nó cũng là đàn, đi đàn nên là giờ là nó về đây là nó take care cho người khác, dạy đàn cho người khác đó. Ừ. Con đàn gì? Dạ. Con đàn gì vậy? Con dạy piano. Vậy hả? Ừ. Piano ở quan đây nè. Lát nữa là Lyon Vũ với Vũ Quang Vinh Chế Phong lại đây là hát luôn được rồi đó. Quay hát luôn được rồi đó. Lát nữa là con đàn cho mọi người hát được rồi đó. Đàn con đâu? Đó, đàn nó đàn xịn luôn mà. Đàn đi dạy học với đàn ban nhạc luôn mà. Hôm nay thì lại... Ủa? Cái nồi... Đây nồi bánh canh hả Út? Cô có gì sang qua để lấy cái nồi ấy. Ủa rồi cái nồi bún bầu Huế của Chế Phong đâu? Đây. Ồ, oh, đó. Rồi nấu một bô tô ở đây. Trời ơi. Đây nè, Phong ơi. Phong vô nè, coi Út nè, làm luôn chả chay cho Phong luôn nè. Nãy giờ tôi không dám ăn gì chờ mọi người đó. Trời ơi, tôi nói thiệt, hỏi mà Út coi. Ờ, nó đâu có ăn, nó chưa ăn bánh canh mà nó ăn cơm. Chả chay nè, Út làm luôn nè, không? Ừ. Út rất là khéo tay nha, chả chay mà tự làm bằng tay luôn đó. Chứ không có ai đâu nha. Chứ làm bằng máy đâu. Nha, bây giờ cái mặt lên canh sợ quá ơi, thiệt. Ủa, cái mặt ta đẹp nhưng mà cứ tôi sợ hoài vậy. Tôi gì mà cơ xấu trời. Bánh canh đi ăn luôn kìa. Út làm cho con tôi nhỏ, đợi Lyon qua ăn chung Út. Đó, thì kêu Lyon với Vinh qua đi. Cát ơi, cắt ra đi con. Chào chú Chế Phong đi con. Ôi, sao con lớn dữ vậy? Thấy cao không? Cao. Nó làm con dâu Phong được không? Nó. Nó còn nhỏ, quên. Ta còn nhỏ xíu mà. Ta còn nhỏ xíu, chỗ bún bò Huế chay nhìn ngon quá ha. Ừ, đây, con. Nè, con ra nè. Anh dạy đàn cho con nè. Đó. Con thấy bộ đàn của anh không? Bộ đàn của anh là bộ đàn mà mắc tiền luôn á, bởi vì con ráng con học đi. Anh dạy cho con đó. Ngồi đi. Ừ. Nó bỏ một năm rồi em. Nhưng mà con nhớ cái gì không? Con có nhớ cái bài gì không? À, con nhớ bài gì con đánh cho anh nghe đi. Cái bài nhỏ nhỏ đánh sai cũng được đúng không em? Bé cát. Nó quên hết luôn rồi em ơi. Cưng ơi. Vậy học lại từ đầu nha. Đó, học lại từ đầu. Chị ông ơi. Cô để điện thoại trong phòng rồi. Sao mà ngon khủng khiếp vậy nè. Ngon không? Ngon. Nè, cái chả bà tự làm tay luôn đó. Bà làm nguyên đêm á.
Hồi đêm qua bà về là bà thức nguyên đêm, bà chỉ làm đồ cho chế phòng ăn thôi đó. Cô đừng có xạo. Nó xạo lắm chứ Út, em biết nó, cái miệng nó ui. Không mà thiệt tình là Út, Út thích nấu ăn lắm. Út đêm nào cũng về là đứng làm bếp cho tới Nga sáng. Nga thì nó đâu có thức nhiều đâu. 4 giờ sáng là Nga nó ngủ rồi mà nó dám nó nói là nó biết chị thức sáng đêm chị nấu. Kìa, trai cái lạ quá nó kìa. Nhà tôi giờ có quan ben ben luôn ở Lyon. Đó, trai đẹp vô nữa kìa. Có bánh canh, làm cho Leon bánh canh đi. Bỏ em mình cho nó hẩm anh ấy vậy. Ủa rồi anh Vinh đâu? Vinh đang qua, Vinh đang qua. Tại vì anh có người bạn sắp về Úc. À, ủa gì hả? Chơi với mấy người chút xíu tụi. Ủa hello. Leon. Hồ Ngọc Hà kìa. Đó chị Hồ Ngọc Hà. Ai? Nhà tôi nè. Đâu? Xin. Bà đó tên Hồ Ngọc Hà. Mà Hồ Hà cây cao mét 8, bả cao là 80cm á. Có Kim Lý ở dưới lầu. Đó Hồ Hà đó, đó không đó. Đó. Đây là Hồ Hà nè, mặt có duyên dáng lắm luôn á. Anh Leon ơi, anh ăn gì anh Leon? Anh ăn bánh canh hay là anh ăn chay? Chay hả? Tôi ăn chay được nha. Thì biết mà, chọc chơi chứ Leon làm gì. Thôi được. Hồ cái bản nè. Không ăn chay được. Chị. Dạy học cho em đi con, rồi ăn bánh canh. Em ném trên chế phòng của em ăn chay. Cát, ngày đầu tiên học mình học cho vui đi con. Mẹ muốn cho con học lại đàn đó. Không biết không, phải vì có anh về đây anh thích khe cho con đó. Con cố gắng con học giùm cho mẹ đi. Mình có đàn ca, rồi múa hát rồi nó người nó mới vui. Mẹ đâu có biết nó đâu, mẹ học nó đi. Trời ơi. Thôi gửi hai cuốn thôi con. À. Con send cho cô đi rồi cô mua cho. Rồi mở lại nha. Ừ. Rồi password. Ừ, password cho anh đi. Ủa? Chứ không là ăn được dở đi nữa hả? Được đem về nữa hả? Ủa, ăn xong rồi còn đem về 4 năm rồi. Ủa, làm quá vậy ông nội. Mới 10 thu có bản mà đài tọa bà cô tôi quá vậy. Trời ơi, thun CD chắc xuống bưng nguyên cái tủ lạnh về luôn quá nè. Ủa sao hôm nay hai đứa hát bài gì vậy? Trời ơi, bữa còn kêu Leon ơi thun cái CD lính đi, chắc nguyên cái tủ lạnh này không cho xe tới chở luôn quá nè. Không phải để con chạy trường đó. Ông nói rồi, lý do ăn chay trường là sao? Là để tối ông trường vô nhà phòng của người ta cho dễ. Nói vậy hả? Vậy hả? Ăn chay trường là để trường vô phòng? Trường vô phòng, chứ không phải chay trường là ông ăn liên miên bất tận đâu. Ồ chết cha, trường bây giờ trường được vô phòng ai cho phong? Bé Út. Ủa bé Út nào vậy? Ê, tiết lộ đi. Út nào vậy? Ê, bà Út nhà tôi là chắc không phải rồi phải không? Bé Út nè. Nè, sao phong? Cảm xúc em sao chơi mặt với mấy người đến 10 giờ. Tôi làm gì thì cô cũng biết, tôi làm gì cô biết tôi quá mà. Không, Nga nó quay clip cho vui vậy chứ nó biết mình hết, nó biết hành động, từ hành động của anh á. Nhưng mà nó quay cho vui vậy chứ. Kêu Vinh qua đi lên Leon. Nãy Nga nó tưởng Nga nó mời vô nhà mới, tôi định về thay cái sari. Nhà mới nào? Mà sợ đi cái bị dướng. Rất cái sari, mất công phí sức. Thôi mà có quần xà lỏn tới cho nó là tiện. Út làm cho con, tôi nhỏ Út. Con còn mặc được, định mặc luôn cái quần lọt khe nữa. Mà sợ bị lọt rào. Nhưng quỷ ghê. Này bánh canh cua Út nấu nè. Cát con đánh được bài gì rồi Cát? Đánh được bài không? Hay là đánh được bài kiếp lính đời lính như trên cái phòng này cái người thôi. Ừ, con học đờ, con cái gì luôn, con bắt đầu, con đánh ai bây giờ? Leon. Yeah. Anh Phong, anh nói gì, nói đi, em chơi với anh đến 10 giờ, anh phải đi đó, tại hẹn, em có hẹn đặc biệt lắm. Hồi nãy em làm cái rượu đó ngon đó, Leon. Ngon. Trời, Leon là pha rượu là số 1 luôn á, Leon. Leon là pha rượu. Uống hết chai rượu luôn, không dụ được mẹ gì hết trơn. Uống quá trời, uống. Ủa mà hai người hát, mà hát thu bài gì vậy? Không được, có đó bật mới làm gì. Ừ. Hả? Sao là hai đứa trả lại anh yêu chứ là ngày nào là vui lắm luôn á. Không, lúc... không. Bây giờ tôi không xài khăn nữa. Dạ. Không xài khăn. Đứng đó gài. Đứng gài. Em phải bình tĩnh nha. Đúng rồi, em không được dụ đâu. Nếu mà dụ được em là đã 8 đứa rồi. Đó. Đâu có còn trinh như giờ. Đây cả nhà thân mến, nãy giờ Thúy Nga không có dám quay Thúy Nga. Tại vì thứ nhất là Thúy Nga không có make up.
rồi đang dưỡng da mặt cho nó đẹp lên á. Lâu ngày quá cái da mặt nó không có được đẹp lắm, nên là mọi người ơi, mất ăn mất ngủ nhiều quá, nhưng mà hôm nay thì cũng rất là vui là Út lại về đây. Cứ cuối tuần nhà nó có phước quá ha, người ra người vô đùm được vậy đó hả? Nhà tôi là bộn bề lắm, rất con là thấy đông. Cái nhà con số này nó hơn số 8 mà cô vô là phát. Đã nói, ai không phát tiền là cũng phát tướng nè, coi đi. Là đúng rồi, không phát tiền mà cũng phát tướng nè. Không đâu mà nhiều. Thử thách không có chứ đâu mà Phật cũng độ. Đây là rõ ràng là đủ làm. Ta mắng luôn đừng có nói. Ta mắng quá ha. Bỏ chút. Em là phút cuối, lúc nào cũng là phải phút 89 mới biết kết quả. Chứ không bao giờ mà trong cái giây phút mà thi đấu là biết kết quả đâu. Ôi ôi, cái tô bánh canh bà Út bà làm ngon xỉu luôn mọi người ơi. Chị Hà ăn chưa chị Hà? Bánh canh Út nấu nè. Mà thịt này là thịt hun khói nha mọi người. Thịt giò heo mà hun khói chứ không phải là thịt bình thường. Mỗi lần chị Út chị về là cái bếp giống như cái nhà hàng Hoài Tâm vậy đó. Nó trộn rồi trộn. Nói như là không đúng. Chị không có nấu bún mắm nha nha. Và chị muốn làm gỏi cuốn cá nha. Không, nhưng mà chị làm bánh canh rất là ngon. Ở Hoài Tâm có bánh canh không? Không. Vậy là không có, vậy là trớt của. Không có vô phải không? Không có vô. Cái tô này của Leon đó. Trời ơi, nhiều vậy. Chị nấu giống như nguyên cái dòng họ em tới ăn chung vậy đó. Nó đói bụng ăn gì. Trời ơi, nhìn đi. Hớp bụng muốn xỉu luôn nãy giờ đó, mập lắm, thôi đừng cho ăn nữa. Thì để cho nó nóng bánh canh đó. Tui go đúng không? Được. Tui go cũng như chế phong vậy đó, trời ơi, tối ăn mà coi tui go kìa 4 tô. Thiệt á, đó, tới chơi tôi đó. Tại vì Hi nó rồi, Hi ăn chay á, mình đâu có ăn chay, đưa hết cho Hi đi. Ăn ngậm ngùi luôn. Ăn cửa mặt đỏ chứ uống rượu đi. Đây nè, này là tô của Thúy Nga nha mọi người. Trời ơi, cái tô thấy thương dữ sợ không? Nè, để giống như bánh canh gì ở trong chợ Bến Thành đó anh. Bánh canh cua đúng rồi, ngon. Bây giờ nghe có vậy không, bé đang chạy nhà cũng ở nhà nó hả? Mẹ ê con, nó là nhạc luôn, nó quanh bên luôn á, mai mốt kêu đi hát hay quá vậy luôn. Là cô Thúy Nga lời là khỏi tính tiền giờ, tại thường thường muốn nhạc cũng trả tiền giờ, giờ ở đây luôn, chừng nào buồn ngủ vô ngủ tỉnh ra giải tiếp. Ngoài phải đón thôi, yêu nghiệt ghê sợ. Thôi giờ đi thì cái thằng không xì em chán, em không xì không nhìn mọi người tay buồn đi. Rồi giờ vừa đánh vừa đập trên nốt xì đi em chi em đi đi xì. Rồi ha. Rồi giờ tiếp nha. Rồi cái đánh đi, cái đánh. Cái đệ đi lên đi xuống. Bạn này bây giờ đang ở nhà nghe là dạy đàn cho mọi người đó, mọi người rất là hay nha. Đi đánh ban nhạc ở Việt Nam đó, bây giờ mới qua Mỹ thôi. Giờ là giờ dạy đàn cho người khác luôn. Đó. Hôm nay chúng ta hội tụ một dàn trai đẹp bonsai lại ăn, trong đó có nam ca sĩ, nam danh ca chứ Phong. Phong, em anh chuẩn bị làm bài thu đi Phong. Em anh tìm bài đi, anh tìm bài cho em đi, em coi hợp hát hai đứa thôi hát. Có cái bài đợt trước tôi với ông mà tôi đóng vai bà ngoại ông mà hát cũng thành công lắm đó nha, người ta khen dữ lắm đó. Ta khen dữ lắm đó Phong. Khi mà cô rủ tôi hát á, tôi tưởng như là cô đang rủ đi tấu hài vậy hả? Không phải, cô đang YouTuber của cô làm tôi mắc cười quá. Ấy mà tại sao mà cái chiến tranh mà người ta còn chết mà không chỉ cua 9 cái cuốn, 10 cái cuốn, 13 cuốn, 12 cuốn nè, 12 cái cuốn trên đầu em á. Anh muốn ăn cuốn nào? Đúng rồi, nữa nó cho con sugo đi về chợ Bến Thành ngon ha, nhìn ngon biết đâu em, nhìn ngon. Ủa có ớt không Út? Ớt bỏ vô chưa? Trời ơi, con này sao nó có tới, con này nó đông thùng lũng kìa, hỏi nước đâu em, nó quay qua nó hỏi có nước có ớt không. Không, con hỏi ớt. Tôi nói cái lỗ tai này.
nó nghe bên lỗ tay kia mụ nội tôi mới nghe. Đấy, bây giờ anh hỏi nó trả tiền nhà cho nó nhớ nó nghe không? Không bao giờ nghe không? Không bao giờ nghe trả tiền nhà mà nó tiếng Nga tao thiếu mày nhiều biết liền. Nhớ liền luôn phải không? Ghê. Nè. Sở tế này ố. Nghe bên lỗ tai này. Cái sở tế này là chai để cho Hiêm đi còn này. Ủa là chai hả? Ừ, chai cái nó cũng chai chứ mà tại vì Út muốn. Út ơi, bánh canh ít nước quá, Út cho con thêm miếng nước Út. Nhiều lắm rồi nghe. Thôi, ít nước quá à. Mấy khi mà có trai đẹp ập qua nhà ăn mà hai bên hai trai mà bọc tôi lại như vậy đâu. Chưa có cái sắc kia. Nên bởi vậy. Nó nghe nè mà sao mà nó canh được cái đồ cuốn tóc. Thiệt với cái màu áo nó mặc hay thiệt này. Tôi cũng tưởng tượng được sao nó hay dữ vậy. Con này nó không có bao giờ fashion, chỉ ở nhà mặc đồ ngủ nó mới fashion thôi. Là lường Trung Quốc là anh tưởng con. Không gì ngạc nhiên. Ở nhà lúc nào cũng tâm sự tâm hay vậy. Hay nha. Ừ. Mà sao nghe nói vậy chứ. Tôi cũng tưởng tượng được. Ừ, ở nhà nó tâm sự tâm vậy anh ra đường trời ơi. Nè, gà dịch lẫn lộn. Có nghĩa là em mặc cái áo này màu xanh đúng không? Ừ. Màu xanh. Thì ở trong cũng phải là màu xanh luôn. Bà không cần phải mà nói những cái câu đó, tôi ăn chay mà. Không, ý là nói tôi ăn chay. Anh thơ cô kiên tâm tôi ăn chay. Nó ý là nó nói trong lòng á, chứ không phải quần trong, trong lòng. Anh có nói gì đâu á, em có nói gì nữa. Trong lòng nó đang màu xanh. Mũi chay chay là tình hết luôn á. Nhưng mà vì anh thấy em là cái chỗ này nha, nó đẹp. Dạ. Không sao đâu. Nhưng mà ông Leon thì quá để rồi. Leon đây quá à. Không Phong nói nãy giờ em đâu có gồng đâu mà anh nói em hay. Anh nói em hay là vì em có thể là thiên biến nhà quá, tình huống nào cũng được. Leo nó nói cái gì cũng được nha. Trời khiến cho nó nói gì á. Anh em không anh nhanh em mình thấy cái máy quay cái vậy sửa mồm sửa miệng rồi. Vlog mà hay tự nhiên, đẹp tự nhiên vậy đó. Đúng rồi. Giống như Leon lúc nào cũng đẹp tự nhiên. Em cũng tự nhiên đó nha. Anh thích cái khùng của em vậy đó nha. Không dễ lông mày, không có gì hết luôn. Không make up được luôn. Để mặt xấu tự nhiên luôn. Vậy sao nãy tôi vô tôi tưởng luôn mà tôi gặp cái gì đâu không vậy? Thì lúc đó đang dưỡng nhan á đất bằng nè. Ừ. Nghe em ừ. Nhìn trong nhà bà xấu hơn hồn một ngày mà kêu luôn quá. Còn hai con người gấp đẹp không? Hồi Ngọc Hà bà ngồi gốc mà đẹp ơi là đẹp vậy, bà mang bà nhớ màu hồng. Da mặt bà đẹp á. Ừ, trời ơi, mà bà ngồi ngay nhà bếp nó nóng hổi gì mà bà ăn dớ nó ghê. Nữ hoàng dớ mà. Ừ không? Còn năm xuất phát là mang dớ vậy đó. Bây giờ ba mà một lời. Nói đi. Chuyện gì? Người ta nói á, là bà với Leon lấy nhau hả? Lấy nhau. Rồi có một nhóm kia nói bà với tôi cặp nhau. Vậy là bây giờ là chính thức bà cặp ai hả? Mình ba mà một lần mình nói thẳng đi. Tôi cặp bà, tôi cặp bà Út. Bà Út nấu đồ ăn cho mình ăn hả? Em nói thật là em không có cái nhu cầu với tiếng Nga rồi đó. Nó hành hạ em từ lúc bé gái. Bé gái nay con mấy tuổi rồi cả? Là hơn 10 năm nay là em bị hành hạ rồi chứ không có nhu cầu. Anh sao? Nếu người ta đồn anh gì thì anh thấy sao? Không, anh thấy bình thường, anh cũng đồn gì đâu. Anh còn vui hơn đúng không? Không đâu, tình anh em mình lúc nào cũng vậy. Anh thích. Anh là không bao giờ vậy. Cuộc sống của anh không bao giờ vậy. Ai cũng nói gì thôi. Ai cũng nói gì vậy. Giải thích từ lên phường. Yes. Ở đây đâu có phường đâu lên, thôi chịu thua luôn. Đó. Có phường không? Không. Ở đây chỉ có city thôi. Ở đây bây giờ mà muốn giải thích đi lên mạng lệ hết cũng đồng là lệ nhất. Ờ, nhắn cái vụ mạng của nhớ. Sao? Cái vụ việc của em làm sao mà anh sốc ruột quá. Cả cả ba bên Canada cũng hỏi anh điện thoại. Hỏi. Thì nói ba. Nói ba con ơi. Ba nghe vậy đó. Thì ba hỏi nó, ba con hỏi nó cho ba coi sao nó bị gì gì. Sao bà ơi em có đâu. Thì cái trên mạng tao đồn sao là vậy đó. Cảnh sát rồi đuổi nó khỏi nhà rồi đó. Giờ đang ăn bánh canh đây nè. Có. Cái anh cho nói với ba là vì lúc đó anh gặp em đó, em cũng nói chuyện với anh, nói cho ba an tâm. Ok. Ba tưởng mà gì? Ba tưởng là bị gì thì không ba. Ba dân Mỹ, Canada, ba cũng hiểu luật hả? Ba Canada là ba Canada chứ. Canada, Canada, Mỹ, Mỹ có nhiều người cũng không, rất là... thiệt, đúng thiệt. Có nhiều người cũng rất là hết hồn. Sáng đi ăn trưa mở cửa tiệm là có sắp hàng, tự sắp hàng vô làm facial. Sắp hàng vô hỏi chuyện tình của tiếng Nga, tức chết luôn. Chú Ngạn ngày nay cũng gọi. Gọi mà Nga không có để phone á. Chú còn Ngạn. Cháu ơi, chuyện gì đã xảy ra với đời cháu? Nhắn tin cho chú, gọi cho chú ngay, được không?
Xong rồi, ủa chuyện gì vậy con bị đuổi hả? Rồi giờ sao con có nhà để ở? Nó trời ơi, sao chú là cũng có nhà cửa nó ngoài mà sao chú cũng hoang mang vậy? Nó không có gì đâu chú ơi. Có cái chị kia. À. Rất là ông vô. Mẹ mở cửa. Lý Anh, Thúy Nga bị chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp không? Tôi nói chuyện sao chị gọi thẳng Thúy Nga sao em biết được? Không. Giờ đi Leon cho biết đi, Thúy Nga cần tôi giúp không? Đàn ông dữ vậy đó. Rồi, các tôi nói chị làm facial thì em giúp chị, còn chị giúp Thúy Nga thì lại thẳng nhà Thúy Nga nhé. Trời ơi, mở cửa 8 người vô, 8 người đi ra, không ai làm facial hết, tất cả máu không? Chị hỏi cái chuyện của tôi đó hả? Ừ. Chị hỏi. Xong đi. Xong rồi đóng cửa đi về vậy đó. Vậy thôi hả? Ừ, xong rồi đi ra. Trời xong, ơi. Xong mà Leon đốt một lòng tí mẹ luôn. Trời ơi, sao sáng sớm vô hỏi gì không? Nãy tôi tới sớm lắm nhưng mà thấy chưa mở cửa, giờ đó tôi chưa hỏi, giờ tôi mới hỏi tức không, tưởng mở cửa tưởng đợi mình tới để làm facial có gì chứ sợ nãy tới sớm quá chưa thấy mở cửa nên không có hỏi. Thấy Leon mở cửa ào vô nè, Thúy Nga có chuyện gì không? Tôi nói cũng bị bắt rồi chị. Chị giờ chị làm quản, em kêu cảnh sát bắt chị luôn, ở chung với nó luôn. Cô cười hoài đúng không? Nó bị bắt rồi chị mà làm nạn hoài anh bắt chị luôn, từ sáng em chưa mở hàng. Em bắt vậy luôn. Có gì nha sợ. Trời chắc con tụi nó học không, nó học một đàn được luôn á. Học là anh thiệt vậy hả? Bánh canh ngon mà nước hơi mặn lắm ơi. Đó, tôi ăn hoài nó sắc luôn. Đó, bà chăm quá mà. Sắc ơi, sắc ơi. Trời ơi, không hiểu sao làm như nó mời tôi xuống để nó quay cảnh tôi ăn chực hay sao, nó đưa cái máy ngại mặt luôn, tôi né bên đâu cũng thấy tôi hết trơn á. Đi chỗ khác. Hai con. Mọi nhà, mọi người coi anh Phong ăn chực đi, đừng coi Leon đó, anh Phong anh còn 4 tô to go nữa, 4 tô. Ủa? Nó học xong rồi ha? Chưa. Ủa nó kiếm chuyện đó, kệ nó đi. Nè phải châm cái nước ca gần cái vô. Cái gì mà tự nhiên nói cái học liền vậy, em sao vậy? Con bé nó có tâm hồn nghệ thuật lắm cưng. Dạ. Ừ, lạc tâm biết à. Con vẫn còn đau họng hả? Đau. Ủa con học đàn con đâu có hát đâu mà con sợ đau họng con. Không, nó đau. Còn lát nữa mẹ lấy thuốc cho con uống nha. Chắc mẹ nó muối được không? Con này là biết tên nốt về mẹ thuốc. Hát nhỏ không? Cô Thúy Nga, hôm nay con mới gửi cho cô, em có làm được chưa? Gửi cái cuốn sách đó hả? À, mua trên Amazon á. Có, để có gì chút xíu nữa cô vô, cô để điện thoại trong phòng rồi. Tưởng chưa gì hết mà con gửi bill rồi, cô Thúy Nga đâu thèm coi. Cuộc đời này. Rồi bà Leon mà. Sao nó lên dữ vậy? Cái cốt này tôi bán đậu phộng với lại rất lá gạo á. Miệng bà lanh lắm. Nó không lại bà luôn á. Tính là Leon thì tôi phải học luật sư mới đúng. Leon, em lên dữ mà Leon. Xem lanh với là Leon. Ủa, mới nay hai người thu bài gì tiết lộ cho tôi quay. Có làm gì con? Quảng bá chứ, tôi quảng bá cho hai người đấy. Gì mới tập không? Tôi chỉ là partner của Leon thôi. Còn con muốn tiết lộ gì con hỏi Leon. Cả nhà mà xem chương trình livestream hay là YouTube Thúy Nga Channel, Thúy Nga Official, Thúy Nga gì nữa ta? Thúy Nga Yến rồi thấy mình. Yến rồi mình, nhớ vào kênh của LeonVu.com để bình luận, đừng vô đây bình luận nha cả nhà. À, bữa giờ em nói mọi người đăng ký kênh anh nó lên lượt subscribe. Cả nhà ơi nhớ tới 9304 Bosa Venue làm facial, đừng có hỏi chuyện của Thúy Nga, tới làm facial nha, 9304 Bosa Venue. Là cái hôm mà bị vụ đó là khách đến hỏi vụ đó không? Anh hỏi giờ bây giờ em giới thiệu lại là 9304 The Face Bosa Venue tới làm facial, đừng tới hỏi chuyện Thúy Nga. Không là bố là giới thiệu kênh anh là Lưu Chế Phong đó. Subscribe được bao nhiêu? Thì con nó mở cho anh để không kêu mong. Bởi anh thấy giờ anh phải muốn lên live, anh phải đi tắm rồi quay á. Sao con suốt ngày cứ xuống tôi tắm ngoài vậy con? Thì tôi nghĩ là khi bỗng tắm người ta lạ, người ta sẽ ói là view cao. Một là mình phải đẹp thật đẹp, hai mình phải xấu thật xấu. Cái này phải cắt rồi, cái này phải cắt làm lại từ đầu rồi. Sao vậy? Không được, nghệ sĩ mà nó bị ở trường cận được. Con mình đã nói. Có mình nó nói thì ai nó ở vô hồi giờ.
em cắt nha quý vị, em làm lại từ đầu nha. Chứ anh Chế Phong mà em trong đầu em suy nghĩ là ảnh đi tắm thôi là em đã muốn ói rồi, chứ đừng nói chi mà làm tới chuyện khác. Thôi bây giờ mình làm lại từ đầu là anh Chế Phong quyết định không tắm. I mean, không đi tắm hôm nay theo cái lời suối của Thúy Nga, chứ phải về nhà tắm chứ hôi lắm rồi. Cũng bật hơi cay luôn. Ủa, ăn đâu chị? Đâu, em cũng ăn. Tại Leon qua chơi thì em Leon ăn. Tại em thân Leon hơn anh nên em ăn chung Leon. Ngày mai anh sẽ ăn với anh. Làm như mấy người ở dưới hầm da mặt đẹp á, chắc phải dọn xuống hầm ở quá. Hồi xưa em trốn lính em cũng đẹp vậy đó. Hồi lúc mà chạy giặc Khmer Đỏ đó. Tại vì sao vậy? Sao cái kia thì em không biết. Nhưng mà ai tự nhiên nói Khmer Đỏ cái nhớ cái tháp chàm này rồi. Đó. Mấy cái tháp chàm rồi đó. Hồi lúc nhỏ em cái tháp kiến coi. Hồi lúc nhỏ mà em chạy giặc á, em trốn dưới hầm mặt em cũng đẹp như chị Hồ Ngọc Hà này nè. Thì bà má để cái miệng ra trước mà. Chứ bà thấy có ai để cái chân ra trước nha. Cũng có chứ. Để nắp kim cho anh Phong đâu, chứ nhà mình tôi thấy sang quá mà không có tờ nắp kim cho anh. Có, có nắp kim mà không nhớ để đâu á. Ờ, để hộp nắp kim, có nắp kim to, ống dài em cũng để đâu rồi. Nè. Kim em. Anh ăn chay vậy đó, em cũng phù hộ anh em phục vụ anh. Cũng vừa. Ra, ở trong cũng làm có trái cây đó, đủ rồi, mình ra. Trời ơi, cô Út đang kể hồi xưa chiến tranh. Cô Út đang kể hồi xưa chiến tranh Miên Lào, giờ mới mặc cái sa rê xuống trốn dưới hầm nữa kìa. Ai nữa? Bà nói hồi xưa trốn mặc cái sa rê trốn dưới hầm. Ai trốn? Đây. Bị dính sình leo lên dướng tại cái sere gì kìa, cũng chiến tranh Miên Lào vậy đó. Cuộc đời của bà đó bao nhiêu là bà chính thức không lấy chồng được nữa đó, là tại không vì... tại cái sere đó là cái sere đám cưới mà bị lúc mà đi trốn á, trốn với hầm sình bùng quá nó hư cái sere, cuối đời không lấy chồng luôn. Ồ Hà là chỉ ngồi cười thôi chứ không có nói được tiếng nào. Cái style này là của Gucci đó. Ai mà gặp Leon thì tôi nói thiệt, cuộc đời này tôi nói thiệt, cỡ nào cỡ của mà tôi chấp, mà chết ở cỡ nào mà gặp Leon thì chết. Nhưng mà mới nãy đi vô phòng thu là có cười bể bụng không? Không, phòng thu thì đàng hoàng tử tế, người ta đã đâu có, Leon phải gặp em á, Leon mới mở được vô cái hệ đó ra. Bà Thúy. Leon gặp em là bắt đầu cái đài nó mở ra. Đâu có, nãy tôi bên Thúy với Tân rồi cũng có nói chuyện. Ta là sợ, vì người ta chứ biết thật. Mà thâu nhanh chứ bộ. Thâu nhanh, người ta đang hai đứa hát chắc hay lắm nên mới thâu nhanh. Ôi, anh Phong anh hát cà phê lắm. Mà những bài hát hay lắm nha cả nhà, nhớ đón xem. Cho tên bài hát đi để tôi quảng bá. Nghĩ gì? Ủa bài hát tội gì? Nghĩ gì? Ủa bài hát tên nghĩ gì? Nghĩ gì mà phải nói. Sao mà cuộc đời sinh ra có nhiều người nấy dữ vậy? Trời, lúc này Leon đàn ông dễ sợ. Ủa, mẹ nói nó mà sao? Nghĩ gì? Mẹ gì mà phải nói, mẹ gì? Trời ơi, nhỏ cho người đưa lên bắt chữ á. Trời ơi, Vinh nó có hẹn với Nga không? Có nhắn là ok tôi qua mà thường Vinh nó vậy á. Thường Vinh mà nó hẹn 9 giờ là phải 12 giờ nó mới xuất hiện. Tôi có dặn nó mua trà sữa nữa đó. Trời ơi, nghe bà ốm ghê nghe hả? Giờ này bà trà sữa. Có không? Trà sữa. Có trà sữa người cắt. Rồi, em không ăn nha. Cái gì? Em đừng có kiên để gì nữa nha. Em ăn hết cái tô này giùm tôi đi. Lo mãi mê chơi quá đó. Lâu lâu nó thấy anh Phong xuống nó mừng. Thấy cuộc đời nó bóng gió bao giây không à. Hôm nay có một thằng có trai thẳng vô đó mừng. Có một người trai thẳng thôi mà kẹt cái mà xì là cái số của Nga nó xui. Cai thẳng vậy đó mình ăn cai trường cũng như không. Giống như mò kim đáy biển, mò được cái kim lục. Mừng quá hả? Đâu mò được cái kim mà gặp cái kim lục không sở chỉ được làm Phong ăn cai trường. Ăn cai trường à? Ủa thường mấy người ta nói ăn cai trường là đâu có dùng được đâu phải không? Cuối cùng ế tiếp. Đi nhảy hả? Hả? Câu này bữa tập thiết hỏi rồi mà sao hỏi hoài vậy cô? Tôi có hỏi rồi hả? Nghĩ nhảy hả? Vì nhiều lúc tôi cũng bị bệnh á, tôi hay thích lặp đi lặp lại á. Như đi Trung Quốc vậy?
giống như đĩa Trung Quốc vậy hả? Leo anh ngồi đây nói chuyện đi, tôi khoái mê Leo nói chuyện à. Thôi. Trời ơi. Cái từ hôi nó là phê rồi. Anh hôi, Phong. Hôi lại cái hai ba. Hôi nè. Hôi. Em gồng lên chứ em phải gồng. Cái từ nó hôi mà mình đã mê rồi. Cái gì mà cứ tối ngày hỏi anh Phong ăn rồi có phải ăn chay trường không? Làm như nó muốn đớp ổng vậy con này. Không, anh em tôi là mấy chục năm đây nha đàng hoàng nha. Thế nha. Nghĩ sao mà tôi đớp anh Phong, trời trời ơi trời. Đớp ổng vậy trơn. Nghĩ sao mà Thiên Nga nó đớp tôi. Thấy trai nghe mà đớp. Tôi không đớp nó thôi chứ mất mớ gì. Mẹ. Ông ơi, thề luôn á, ăn ham vui thôi, mới nẻ đói quá trời rồi đó, em múc dĩa cơm to rồi. Nó ăn rồi, quý vị ơi, Thiên Nga đang một tô bánh canh rồi, do đó quý vị đừng có tin là Thiên Nga đang giữ eo giữ tướng, nhưng mà giờ cũng không giữ được nữa rồi, nó đã tung hoành xíu quách rồi. Có đâu, dáng vẫn đẹp nha. Đâu? Dáng vẫn đẹp. Đẹp. Không. Vẫn đẹp. Dáng là nó viết cái chữ dáng vẫn đẹp chứ không phải nó, hiểu không? Trời ơi. Leon, anh thần tượng em quá. Ý như nó viết cái gì? Em nói lại review. Đúng rồi. Nói lại cái đó. Ý như cùng nhà nó nói. Từ từ từ, em lại nghe chữ đẹp đi. Anh nói lại đi. Dáng nó nghe vẫn đẹp. Rồi. Ý như Thiên Nga nó viết cái chữ dáng vẫn đẹp chứ không phải là nó nữa. Bây giờ coi nó đổ sộ rồi. Không, anh thấy đẹp mà. Đẹp không? Xăng lên. Xăng lên giá mọi người đổ bộ, còn ngoài Thiên Nga là đổ sộ. Trong đôi mắt Phong. Như vậy á. Trong đôi mắt Phong. Em đâu cũng được đầy. Ôi dễ sợ không? Thả thính quá. Thả tôi hơi bị khó đó. Tôi giờ không ai cua được tôi chứ nói thẳng gì đâu. Thôi giờ tôi đi về cho anh Phong cua bà đi. Nga là số 1 rồi. Đúng không mọi người? Ngay mọi người ơi. Người tình không bao giờ cưới. Hai cô cứ ở trong nhà bếp đứng ra đây nha. Bà Hồng Hà bà ra đây bà xúc dép quá. Sao vậy? Bà gớm á. Đây Út. Út làm yến cho con cho. Nhưng anh thường thường em cái vụ mà cái tóc này nè Nga. Sao vậy? Đẹp hả? Có duyên. Có duyên hả? Dễ thương ha. Nó được cái là ê mà sao nó lựa đúng cái màu áo với là cái cuốn tóc ấy quá vậy trời. Thì vô tình thôi chứ đâu có ý tại mấy. Cái này chắc Leon thì dai hả Leon? Đâu trời ơi kìa. Cái kiểu này là chắc Versace hay gì chứ em không biết làm đâu. Đâu Leon không bao giờ dám làm. Trời ơi kiểu này là. Cái này là Thiên Nga tự. Cái ông này là anh Phong, ông này ông đi sai xong chết rồi. Trời ơi. Ông bị bắt mất luôn, sao chị á. Mình ta thủ tiêu luôn, tại vì cái fashion á. Thì cái gì cũng nói được chứ. Ông gì ấy, ông làm cho Thiên Nga xong, ông xuống dưới biển mới lượm tờ báo lên bắn cái rầm là cũng gì bộ đồ này. Bộ đồ quá đẹp phải không? Bộ đồ với luôn cái này nè, muốn cái ống cống. Nhưng mà nha. Đã xong rồi con. Ủa lẹ vậy? Nửa tiếng. Ôi trời ơi. Mẹ mới quay lại 8 xong rồi hả? Nửa tiếng rồi. Chắc ơi, con học được cái gì của anh hôm nay rồi? Dạ, mình nó hỏi học cái này anh cái dạy con gì? Khoan bánh xanh không? Dạ, anh rồi, con ăn. Khoan rồi hả? Anh dạy con cái gì ngắn, để Phong coi. Đâu? Con đợi cho Phong coi coi cái. Cái mồi là nhiêu? Cái mồi mình ăn khoảng 1 giờ. Con đánh từ mắt cao xuống. Thôi, con. Thôi, bỏ ra mấy hầm nha. Anh mời hàng năm cho đó. C D E F G A B C D E F G đánh thưa cả đánh à. Cạp, con đánh em mất cỡ gì cạp ơi cạp đánh đi cạp. Ủa mà con thấy con có một cái đánh vui coi cạp đâu rồi không biết, không biết. Mẹ 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 này gì 2 3 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
đập luôn, vừa đánh vừa đập nó. Trời cát, nó quên hết thiệt luôn hả? Trời ơi, nó rủ hết luôn rồi đó hả? Giờ coi như học lại từ đầu. Trời ơi, ở Việt Nam một tháng cũng 3 triệu của tôi đó trời. Nó rủ hết luôn hả? Học 2 năm hết cát. Có nghĩa là một năm là mẹ tốn cho con khoảng là bao nhiêu ta? 10 tháng là 30 triệu phải không? Với lại 2 tháng kia nữa. Ôi, bảy mấy triệu của tôi. Nhiều khi mình bận quá, mình có đang nhau bên đây nha. Bà nhà có cây piano luôn á, piano xịn luôn á. Mà vậy á, bó tay. Thì con đi dạy mấy nhóc á, học mấy năm quay lại quên hết, phải dạy lại từ đầu. Nhưng mà lúc mà nó học lại thì nó nhanh hơn. Bó tay luôn.
đánh hai tay luôn. Ủa Leon, về Leon. Trời ơi, em là bận lắm, người ta nói quá. Thiên Vân học đâu. Leon làm lẹo, Leon, trời ơi, tôi vô rồi rầm rầm vậy đó hả? Trời ơi, thôi mình phải làm lúc này săn mắt mà nghe đâu ngồi lơ được. Xong chưa chị Cát? Để thấm chiếc áo xanh. Đó, con bay Leon kìa, Leon về. Con ra hôn Leon kìa. Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu có. Trời ơi, thấy không, trai này vừa đi có trai khác tới quý vị.